Ở đây chúng ta có một cái ma trận là ma trận BCG. Ma trận BCG là gì? Nó sẽ bao gồm bốn góc phân tử này. Góc phân tử thứ nhất, đây là gọi là sản phẩm ngôi sao. Giai đoạn ngôi sao của sản phẩm thì khi mà chúng ta tìm ra là một cái danh sách và chúng ta áp dụng vào cái công thức test sản phẩm kia thì chúng ta sẽ tìm ra được một cái sản phẩm ngôi sao này. Nếu mà may mắn mà cái danh sách chất lượng, chúng ta tìm ra được một cái sản phẩm ngôi sao này. Và cái giai đoạn ngôi sao này ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái biểu hiện ở đây là giá inbox cực kỳ rẻ. Chúng ta chạy quảng cáo giá inbox cực kỳ rẻ có nghĩa là số lượng người nhắn tin để hỏi mua hàng rất nhiều. Thứ hai là tỷ lệ chốt đơn cũng tương đối ổn. Tỷ lệ chốt đơn tương đối tốt. Được chưa? Chúng ta chốt được nhiều đơn. Inbox nhảy theo từng phút từng giây luôn. Nhưng giai đoạn này nó chỉ kéo dài được là trung bình là 2 đến 3 tháng nếu mà đối với những sản phẩm thật sự là ngôi sao. Đây là đánh sàn hàng trend nhé. Thế còn bây giờ thời điểm hiện tại với sự cạnh tranh rất là cao, thứ nhất là của các sàn thương mại điện tử, thằng TikTok nó bây giờ nó bùng phát ra nên rất là mạnh. Cái thứ hai nữa là các tổng kho bắt đầu đi bán lẻ. Và cái thứ ba nữa bây giờ là bọn Trung Quốc nó có một cái mô hình đó là bây giờ nó bán hàng trực tiếp từ biên giới sang Việt Nam, cho nên là rất nhiều người bán lẻ là cũng gặp khó khăn. Thì vì nó có quá nhiều thứ như vậy, cạnh tranh nó được đẩy lên cao, cho nên bây giờ sản phẩm ngôi sao có nhiều sản phẩm test ra rất là rẻ rồi, nhưng mà nó chỉ tồn tại giai đoạn ngôi sao này không được 2 đến 3 tháng nữa, mà có khi chỉ được 1 tuần đến 2 tuần. Nếu chúng ta mà không đánh giá kỹ thì có khi chỉ được 1 tuần đến 2 tuần. Thế giai đoạn này chính là giai đoạn vàng, giai đoạn để chúng ta chốt nhiều đơn, chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất trong giai đoạn này, quảng cáo chi phí là rẻ nhất. Sau đó nó bắt đầu đến giai đoạn tháng thứ tư, tháng thứ bảy là bắt đầu đến giai đoạn bò sữa. Bò sữa là gì? Là bắt đầu có dấu hiệu giảm rồi. Thì lúc này chúng ta thấy chi phí trong inbox có dấu hiệu bắt đầu tăng rồi. Cái thứ hai nữa, tỷ lệ chốt của chúng ta bắt đầu giảm, không còn chốt dễ dàng như giai đoạn đầu nữa, và vẫn có thể chúng ta vẫn có doanh thu và lợi nhuận, vẫn có được lợi nhuận hoặc là chúng ta hòa vốn đấy, nhưng mà nó kém đi hơn rất là nhiều so với giai đoạn ngôi sao này. Thì đây gọi là giai đoạn bò sữa. Rồi cái tiếp theo nữa, giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn chó mực. Giai đoạn chó mực ở đây là gì ạ? Là giai đoạn bão hòa. Giai đoạn bão hòa là tầm từ tháng thứ tư, tháng 8 đến tháng thứ 12, cho gần 1 năm. Thì lúc này gì ạ? Lúc này chúng ta sẽ thấy là chi phí trong inbox nó cực kỳ đắt, nó cao lên. Chạy quảng cáo là hầu như không ai muốn nhắn tin hỏi mua nữa. Người ta nhìn thấy quảng cáo đấy nhưng mà người ta không nhắn tin hỏi mua nữa, tại vì họ không có quan tâm nữa. Rồi thứ hai nữa đó là gì ạ? Là tỷ lệ chốt lúc này kém. Ra đã ít inbox rồi, đã ít khách hàng tiềm năng rồi, lại còn chốt đơn kém. Thì hàng tồn rất nhiều. Nếu không nhanh chóng thì chúng ta không xả nổi. Giảm giá thế nào cũng không xả nổi, thậm chí đi cho có người ta còn không lấy. Và đến bắt đầu giai đoạn bò sữa và giai đoạn chó mực này thì chúng ta sẽ thấy là sản phẩm không còn có khả năng hút khách hàng mạnh mẽ như giai đoạn đầu tiên là giai đoạn ngôi sao nữa. Bằng chứng là gì ạ? Quảng cáo bắt đầu đắt lên, cái số người tương tác bắt đầu ít đi. Rồi, thế thì lúc này chúng ta phải gì ạ? Cái giai đoạn hỏi chấm ở cuối cùng đó là chúng ta liên tục, chúng ta phải đi tìm kiếm ra sản phẩm mới, liên tục nghiên cứu phát triển, tìm kiếm sản phẩm mới, đánh giá sản phẩm mới và đưa vào quy trình test sản phẩm để tìm ra sản phẩm win. Còn thường chúng ta làm kinh doanh thì đến giai đoạn này chúng ta làm thật nhanh. Đến giai đoạn bò sữa thì chúng ta bắt đầu giảm số lượng lại và tính đến phương án cắt dần bỏ để bán sản phẩm khác. Đừng cố để cho nó đến giai đoạn chó mực, rất là khổ, lỗ rất nhiều. Hình dung vào này chưa? Đây là một cái ma trận gọi là chiến lược vòng đời của sản phẩm mà các doanh nghiệp lớn bây giờ họ cũng đang sử dụng cái này, ma trận BCG.